Sếp ơi, sếp dậy sếp ơi. Sếp ơi dậy quay quay ghế. Ghế nào? Ghế sau này, lại quay đâu? Này quay từ hôm qua rồi còn gì. Đâu sếp mơ à? Sếp ơi, dậy quay vô sếp ơi. Lại quay cái gì? Ghế, lại quay đâu? Tao vừa nằm mơ nên tao mới quay được. Ui, lại quay đâu sếp ơi? Sếp ơi, sếp dậy review ghế đi. Mẹ, bố mày đang ngủ review cái gì nữa? Ghế, tao làm đâu? Sao tao vừa mơ thấy là trong mơ tao mơ thấy cái cảnh là tao review ghế với mày được không ạ? Đâu? Không phải à? Không. Bà nội nó tại ngồi cái ghế này nằm ngủ sướng quá. Thật với các bạn là ngoài cái ghế sofa mà hay nằm ở nhà ra thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái chiếc ghế công tác học. Đố mày biết bao tiền? 10 củ. 10 củ cái đầu nhà mày, mày làm content mà. Đúng cái rồi. Ghế này có 5 củ thôi mà lại có thể nằm ngủ ngon và tuyệt vời như thế này. Này, anh em xem này, ghế này khác quái gì mà đi xe giường nằm đâu, còn đẳng cấp hơn cả như thế. Và hôm nay tôi sẽ review một chiếc ghế đến từ thương hiệu Manson. Chỉ 5 củ giúp anh em có thể nằm ngủ một cách thoải mái trong văn phòng. Cái điểm đầu tiên mà mình yêu thích ở trên chiếc ghế này đó chính là khả năng ngả của nó có lên đến là 140 độ. Nếu mà so với những con ghế công thức học trước đây anh em mình review thì phần lớn là không có chức năng nằm nhỉ? Có nằm được 120 độ. Nhưng mà lên đến 140 độ này là một tư thế nằm của các bạn sẽ vô cùng thoải mái, giống như kiểu chúng ta đang nằm xuống đất, nằm trong hòm vậy. Bởi vậy nên anh em nào ngủ trưa thì là mắc binh luôn. À, chú Tú lấy cho anh ấy cái đỡ chân này nữa. Một trong những cái mà các bạn sẽ nhìn thấy đây cho mọi người xem, đây dưới chân thì bây giờ là Huyền cao 1m4, thành ra là để cho chân chạm đất thì Huyền phải kê lên cái hộp này. Và kể cả rất nhiều anh em ở văn phòng, thậm chí là còn phải kê lên cả đây. Các bạn nhìn này, phải ghi tên vào đây. Đây là những cái hộp kê chân. Tuy nhiên thì khi các bạn mua cái sản phẩm này, cái phiên bản bao nhiêu tiền nhỉ? Thì sẽ được tặng cái này. 5 triệu được tặng rồi. 5 triệu là đã được tặng rồi, quá đã. Thì anh em sẽ có luôn cái kê chân này. Đây là một cái khá là hay. Thứ nhất là nó có thể nghiêng về phía trước sau như này. Đấy, thì các bạn có thể vừa ngồi, vừa tập thể dục chân. Đấy, chúng ta có thể thoải mái hơn. Thứ hai là nó có chức năng massage chân. Nhưng mà hơi buồn. Các bạn để chân lên nó cái lòng mặt chân nó buồn. Đó, thì đây là cái món mình thấy khá là thú vị. Và cái quả kê chân này thì các bạn nếu mà đọc Pat Vinso sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí, với giá của gốc của nó sẽ là 400k. Và tên sản phẩm của nó cũng công thái học giống như là cái ghế này. Đó chính là Ergonomic Footrest. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ nói cho anh em một trong những cái điều quan trọng nữa. Đó là cái thương hiệu Manson này thì anh em đã có biết hay chưa? Biết chưa Tú? Em biết rồi, em dùng suốt rồi. Mày dùng suốt hả? Văn phòng mình đã có những ai dùng cái ghế này rồi? À, ngày xưa là anh Khôi này, Trang này, Trang dùng này. Trang cũng đang sử dụng ghế này luôn. Đúng rồi. Đấy, thì có ít nhất khoảng 3 chiếc ghế của thương hiệu này đang sử dụng ở văn phòng mình. Nói về thương hiệu của Manson thì anh em đều đã biết rằng là đây là thương hiệu tầm trung. Và cũng như bọn mình đã từng review như con Vera hay là Butterfly phân khúc từ 3 đến 4 triệu. Và con này thì tên là Atom với mức giá là tầm khoảng là 5 củ. Rồi, và cái mẫu ghế này có một cái điểm mình rất thích, đó chính là khả năng tùy biến của nó cao thấp sao cho phù hợp. Hiện tại thì những anh em nào cao từ 1m6, 1m8 cho đến 1m9, người ta đều có thể ngồi trên chiếc ghế. Nào, chú Tú hãy ra đây thể hiện khả năng tùy chỉnh cho mọi người nhìn thấy. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái khả năng điều chỉnh độ cao của lưng ghế của nó rất là dễ dàng và cực kỳ là linh hoạt. Mọi người có thể điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất. Cái phần mà đỡ cổ và đầu chúng ta cũng tương tự như vậy, 6D. Nên mọi người có thể điều chỉnh rất nhiều các góc độ khác nhau và thậm chí là cả cái mâm ở bên dưới. Đây. Cái mâm này thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh làm sao mà ngồi một cách thoải mái và dễ chịu nhất với phù hợp nhu cầu của người dùng. Và theo kinh nghiệm giống như chú Tú chia sẻ rằng là khi ngồi ấy, là cái mâm phải cách đùi mình khoảng một găng tay là ngồi một cách thoải mái nhất. Ừ. Rồi thì thực ra là mỗi người sẽ có một cái sự thoải mái khác nhau. Tuy nhiên cái mà các bạn sẽ không cần chỉnh ấy đó chính là phần phía sau này. Đây là một cái mà mình thấy khá là thích. Đó là cái phần lưng dưới nó có cơ chế là đỡ lưng auto fit. Và nhà sản xuất nói là nó sẽ tự động ôm lưng của chúng ta luôn. Đấy. Và cái này thì đúng là thực sự là các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ cần chỉnh cái phần mâm nhé, là tự động cái phần lưng sẽ được đỡ. Mình thấy điều này rất là tiện lợi. Bởi vì rằng là đây là cái nơi mà chúng ta hay bị đau nhất khi chúng ta ngồi những cái ghế bình thường. Và khi mà chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái tư thế mình thoải mái rồi thì cái phần lưng sẽ được đỡ ở phía sau rất là tốt luôn. Nên mà anh em khi ngồi cảm thấy vô cùng là dễ chịu ở trên cái chiếc ghế này. Hôm trước mình đã review cái ghế tận 10 củ. Và đến khi ngồi cái ghế 5 củ này mình vẫn giữ được cái sự thoải mái đấy. Thế thì sự khác biệt từ những cái ghế mà 5 củ hay 10 củ nó sẽ đến từ đâu? Nó sẽ đến từ những cái vật liệu để tạo nên cái ghế. Ví dụ như chúng ta sẽ nói về cái lưới đang được sử dụng ở trên chiếc ghế này. Các bạn thấy là chiếc lưới mà đang được sử dụng chiếc ghế Atom này thì được gọi tên là Cloud Mesh và
theo như chia sẻ của một số anh em là hay bị ra mồ hôi đít thì nói rằng là cái này ngồi vô cùng thoải mái và rất là thoáng, thậm chí đảm bảo có thể mát hơn nữa. Anh em để một cái quạt ngay bên dưới này thổi ngược lên, úi trời ơi, mát ơi là mát luôn. Và với cái loại lưới này của chúng ta, các bạn sẽ thấy rằng là nó kết cấu lưới đan dày dặn, thành ra các bạn sử dụng lâu dài không lo việc là nó bị rách hay là bị trùng. Tuy nhiên có một điểm đánh đổi là mật độ của lưới nó dày, giảm độ thoáng và mềm mại lưới. Đối với những anh chị em mà có làn da nhạy cảm hay mặc quần mỏng này, lò khe này, hay là mông da mông nhạy cảm thì phải ngồi lên đây thì mới cảm nhận được, đúng không? Thế thực ra như kiểu là da mông mình dày như da mặt thì thực ra mình ngồi lên thì mình cảm thấy nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Khung ghế thì có một cái điểm cộng là nó làm từ hợp kim. Anh em sẽ nhìn thấy này. Đấy. Từ phía sau là chúng ta có thể nhìn thấy hợp kim của nó này. Chúng ta có rất nhiều loại ghế tầm khoảng 3 đến 4 triệu thì khung ghế nó sẽ làm từ nhựa. Thì nhựa có nhựa rít, nhựa rát, có những loại nhựa thì nó sẽ bền, có những loại nhựa thì có thể dễ dàng bị gãy. Thì ra gãy thì là do là mấy bạn mà kiểu thi The Voice ấy thì ngồi sẽ thường là bị gãy, nhưng mà đấy là cuộc thi The Voice Mammoth. Chứ còn thực ra mình thấy là với trọng lượng mà anh em tầm khoảng 70 cân các bạn ngồi cũng không thành vấn đề gì luôn, đúng không ạ? Đấy, chú Tú nó ngồi, chú Tú bao nhiêu cân nhỉ? 75 cân nó ngồi không thành vấn đề gì. Đấy, nên mà cái này thì cực kỳ chắc chắn anh em yên tâm là mua cái loại kim loại này không phải xoắn luôn. Và ở đây nó có một cái móc áo này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì bây giờ mình sẽ cởi ra. À không, không được. Thì Huyền cởi cái áo của em ra cho anh mượn anh móc vào đây cái. Vào mà làm. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có một cái chỗ để phơi quần áo. Thấy chưa? Hay không? Đó. Thì như vậy là nếu anh em mà ngồi ấy, chúng ta có thể móc áo lên đây. Để khi nào chúng ta đứng dậy, chúng ta sẽ không bao giờ quên là chúng ta có thể mặc áo đi ra ngoài. Đấy, sợi thông minh thật. Hay đấy. À, ra để đây cái móc áo ạ. Mày không biết hả? Không. Thấy không? Sản phẩm thì thông minh, người dùng thì chưa chắc. Tay ghế này cũng là một loại điều chỉnh 4D. D ở đây là viết tắt của từ dimension, tức nghĩa là không gian này các bạn nhìn này. Tiến lên nha, này phải kéo lên, kéo xuống, xoay trái, xoay phải. Nói chung là 4 hướng ta điều chỉnh. Về cái phần tay ghế này thì nó là chất liệu nhựa mút, cho độ bền cao rất nhiều so với loại bọc da PU. Tuy nhiên đánh đổi là nó sẽ không êm. Các bạn nhìn này, cái loại lần trước mà mình review ấy, ấn vào là nó sẽ lún rất là nhanh. Loại này thì mình phải dùng lực nhiều hơn. Nhưng mà đấy, cứng để cho nó bền. Còn với phần chân đế như anh em đã nhìn thấy, con này cũng sẽ có 5 cái bánh xe. Tại vì rằng là trong trường hợp các bạn cần phải đùa trên ghế công thể học thì nó sẽ đảm bảo được tốc độ của chúng ta cực kỳ là tốt. Còn không, thật mà, sắp tới Lật Vờ và Vinh Xô sẽ tổ chức một cuộc đùa trên ghế công thể học cho anh em xem nhá. Cái idea video rất hay, ra trường trình đùa thoải mái luôn. Và bên cạnh đấy thì các bạn sẽ thấy là cái chân đế hoàn thiện hợp kim nhôm đúc nguyên khối, phía trên là piston 4, chịu tải tối đa là 150 kg. Nói chung với mình thì nó sẽ không quá khác biệt nhiều so với những cái sản phẩm ghế công thể học hiện tại, đảm bảo sự chắc chắn chúng ta là ok rồi. Trong số những con ghế mà mình ngồi thì cái con Atom này là một trong những con có thể điều chỉnh một cách linh hoạt nhất. Tuy nhiên sẽ có hai điểm lưu ý. Đầu tiên là ngồi ví dụ như là không gian hẹp chẳng hạn thì có cái này này, xem nhìn đằng sau nhé, có cái cây này nó bị lòi ra này, có một số cái tư thế bị lòi ra này. Thì người đi đằng sau nó sẽ bị vướng như kiểu thu feedback cho thằng Tún thì nó sẽ bị va vào đây, đúng không? Và điểm yếu thứ hai đó chính là cái cơ chế auto fit ở cái phần điện lưng này, nhưng mà nó lại dẫn đến câu chuyện là nó lại không thể tùy chỉnh theo mong muốn của từng người được. Và các bạn thấy rằng là với một số dòng ghế khác thì nó có lựa chọn như là núm vặn, điều chỉnh phần lưng dưới, nó có tính cơ động và đáp ứng được nhu cầu nhiều khách hàng khác nhau. Nói chung là với ghế công thể học tầm khoảng 5 củ, bây giờ nó ngày càng tiến hóa và nó sẽ tiện lợi và nó thông minh hơn. Rõ ràng là trước đây thì ở văn phòng để mà ngủ thì mình sẽ chọn đó là ghế gaming này, nhưng mà con ghế gaming nó là nát bươm luôn rồi. Và với những loại ghế này thì làm từ lưới vừa thoáng khí, ngồi đàn hồi ok, dễ chịu và anh em có thể lựa chọn nhiều tư thế. Năm nay anh em ngồi làm việc này tất cả đều rất là tốt. Đấy, thì các bạn nghĩ sao? Hả? Mấy bạn này nghĩ sao với chiếc ghế này? Thì hãy comment ý kiến xuống bên dưới và đừng và đừng quên là chúng ta sẽ còn có cả phần quà, đó chính là một cái kê chân và kiêm luôn chức năng massage này nhá. Hẹn anh em trong các video lần sau. Hey,